Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cá Coi. Thì rất là nhiều bạn mới vào trong nhóm suggest là có thể có hướng dẫn dành cho newbie không? Vì các bạn xem rất là nhiều video của mình nhưng mà vẫn không hiểu phải chơi và phải bắt đầu như thế nào. Mình sẽ làm một cái series dành cho những người mới làm thế nào để có thể bắt đầu vào cái thị trường NFT này. Đây sẽ là series những video rất là ngắn thôi. Thứ nhất đó là các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì. Cái này mình đã làm ở trên TikTok rồi, nhưng mà thôi, sẽ làm lại kỹ hơn nhá. Thứ nhất đó là các bạn cần phải có một cái Twitter. Và cái Twitter này của các bạn thì phải build một cái hình ảnh riêng cho mình. Tại sao chỉ có một cái Twitter không thôi là không đủ? Bởi vì nếu như mà chỉ có một cái Twitter không, không có một cái hình ảnh nào đó đại diện cho các bạn. Mình không nói là hình ảnh như kiểu avatar hay là cover đâu nhá. Đây là các bạn tự xây dựng một cái hình ảnh cho bản thân mình. Ví dụ như là mình chẳng hạn, thì cái Twitter của mình nó giới thiệu hình ảnh bản thân mình là một KOL hay là một content creator. Thì khi mà các dự án mà họ pick mình ý, thì họ sẽ ví dụ như bạn làm application thì họ sẽ nhìn vào cái profile của bạn ở trên Twitter và đánh giá xem là có nên cho người này tham gia vào cái dự án của mình hay không. Thì ít chí ít thì các bạn phải xây dựng một cái hình ảnh nó credit một tí, có nghĩa là tạo cho họ cái niềm tin tưởng là bạn là một người thật chứ không phải là một con bot. Ok, vậy Twitter các bạn cần phải chuẩn bị những gì? Chưa nói về handpick đi, chưa nói là họ sẽ xem xét rồi pick bằng tay đi. Nói về cái mà bạn tham gia raffle ở trên Twitter, thì cái raffle này họ sẽ sử dụng một cái con bot, đó là cái Twitter picker. Account của bạn phải bắt buộc có avatar, thứ hai là phải có ảnh cover, thứ ba là phải có location, thứ tư là phải có description. Các bạn có thể viết một chút gì đó thôi, ví dụ như là mình là artist hay là mình là trader hay là mình là flipper, kiểu thế. Tự xây dựng cho mình một cái hình ảnh ở trên Twitter. Bạn có thể viết là mình là NFT collector cũng được, đơn giản. Đó. Thì nếu như mà bạn hold một cái NFT gì đó, không cần quan trọng nó là blue chip hay không đâu, các bạn cũng có thể list ra là mình hold cái con NFT này. Sau đó họ còn lọc thêm nữa theo từng tiêu chí. Ví dụ như cái nào nó khó quá thì nó sẽ tăng độ khó lên. Đây nhá, các bạn nhìn này, tweet cao có nghĩa là bạn đã tweet bao nhiêu cái post rồi. Những cái nào khó thì nó phải bắt buộc bạn phải tweet trên 1.000 post, còn dễ hơn thì là bao nhiêu cũng được. Account age là cái account này đã tồn tại được bao lâu rồi, thì càng lâu thì càng tốt nhá. Lasted tweet có nghĩa là các bạn có tweet nhiều hay không. Ví dụ như là không phải các bạn có tweet nhiều hay không, mà là các bạn có tweet thường xuyên hay không. Ví dụ như là cái tweet cuối cùng của bạn là mấy ngày trước, hay là một tuần trước, hay là một tháng trước. Thì nếu như mà cái account này nó bỏ không, nó không tweet một cái gì ý, thì sẽ bị loại. Đấy, nên là hãy xây dựng cái Twitter của các bạn. Trăm post retweet cũng là một post, cũng tính là một post rồi. Nên là không nhất thiết là phải post nhiều, nhưng nếu như các bạn có thể tự tweet ý, thì nó sẽ nhìn nó credit hơn, nó sẽ đáng tin hơn. Tiếp theo đấy là bạn sẽ phải chuẩn bị một cái tài khoản Discord. Tài khoản Discord này thì cũng không quá nhất thiết là phải lâu hay là phải như nào đâu, nhưng mà tốt hơn hết là phải verify cái điện thoại thì nó mới được tham gia vào nhiều cái Discord. Vì nhiều cái Discord nó khó ấy, thì nó sẽ yêu cầu khắt khao hơn ở cái tài khoản đấy. Nhưng mà nói chung là tài khoản Discord thì cũng khá là dễ, nó không bị ban nhiều như Twitter đâu. Ok, tại sao phải cần Twitter và Discord? Bởi vì khi các bạn làm whitelist ấy, thì những cái nền tảng mà họ sử dụng, các dự án sử dụng để tham gia raffle, họ đều yêu cầu Twitter và Discord cả. Nên là cần thiết là phải có hai cái này. Tiếp theo đấy là ví. Bạn hãy chuẩn bị cho mình ba loại ví. Ví thứ nhất là cái ví chính. Cái ví này thì các bạn sẽ để NFT này và để tiền ở trong đấy. Ví chính của các bạn mà. Thì tốt hết là cái ví này nó là ở Ledger đi, nó là một cái ví lạnh. Nếu như mà không phải ví lạnh ấy, thì các bạn cố gắng cho mình là cái ví này không bao giờ connect vào bất kỳ một cái trang nào, và không bao giờ làm một cái transaction nào cả nhá. Ví dùng để chuyển tiền và chuyển NFT về đây thôi nhá. Cái ví Ledger như mình nói để những cái
NFT giá trị cao của các bạn blue chip chẳng hạn, hoặc là những cái NFT mà các bạn xác định là mình sẽ không bán, mình sẽ hold, thì nhét hết vào đây cho mình. Cái ví thứ hai đấy là cái ví các bạn hold tạm thời và có thể connect vào một vài trang hoặc là có một vài cái giao dịch nào đấy mà các bạn chắc chắn. Ví dụ như những cái NFT mà đem stake chẳng hạn thì cũng phải connect, cũng phải làm cái transaction ấy, thì ok, các bạn làm ở trong cái ví này của mình. Cái loại ví thứ ba đấy là ví burner. Ví này dùng để làm giveaway và để tham gia vào mint tất cả các loại NFT nhá. Thì cái ví này nó không chỉ là một ví đâu, các bạn sử dụng cho mình nhiều ví vào và tham gia giveaway, các bạn hãy đảo ví đi. Ví dụ như là có nhiều giveaway chẳng hạn, thì con này bạn sử dụng ví này, con kia bạn sử dụng ví burner khác, đảo đi nhá, chứ không sử dụng duy nhất một cái ví burner đâu. Kể cả là cùng một dự án nó có nhiều giveaway của nhiều những cái partner khác nhau thì cũng nên đảo ví, bởi vì nhỡ đâu bạn trúng ở hai nơi cùng một ví thì nó lại phí ra. Có nhiều dự án nó lại cho phép bạn trúng nhiều ví cùng một tài khoản, nhưng trúng được nhiều ví họ vẫn sẽ add hai cái ví của bạn, thì vô hình chung bạn được hai cái wallet. Ok, trường hợp bạn bị bay ví nhá, thì có trường hợp đó là cái ví của bạn connect và approve một cái lệnh cho phép họ chuyển NFT và chuyển tiền của bạn đi, thì cái đó bạn chỉ cần revoke cái lệnh đó thì bạn có thể dùng lại được cái ví đấy. Tuy nhiên có trường hợp đấy là bạn bị lộ key chẳng hạn, thì bạn sẽ không dùng lại được cái ví đấy, vì họ có key của bạn, cứ chuyển tiền hay có NFT trong đó thì họ sẽ lấy của bạn thôi, thì cái ví đấy hoàn toàn sẽ phải bỏ đi. Thì nếu mà để an toàn ý, cả những cái wallet ở trong bị cái ví đó sẽ bị mất đi đúng không? Thì nếu như các bạn có nhiều ví thì sẽ chia bớt cái wallet ra nhiều ví khác nhau, các bạn sẽ bị mất ít wallet hơn đấy, nếu mà sử dụng nhiều ví burner. Và lâu lâu mình khuyên các bạn cũng nên thay ví khác. Có nghĩa là sử dụng ví này một thời gian rồi thì thôi đổi ví khác. Tạo ví burner nó cũng đơn giản mà. Ví burner này ý, thì nếu như mà các bạn xác định là flip luôn ý, thì các bạn hãy mua bán ở cái ví đấy luôn, sau đó chuyển tiền về ví chính, không để tiền ở trên đấy. Khi nào mà các bạn min ý, thì các bạn mới chuyển cái số tiền tương ứng với cái giá trị min và gas vào cái ví đấy thôi nhá. Bởi vì nhiều khi để trong đấy, xong đến lúc mất ấy, nó rút hết cái tiền ở trong đấy đi thì rất là phí. Tất cả những cái NFT nào mà các bạn xác định là hold tạm thời hay là hold lâu dài thì hãy chuyển nó đi nhá, chứ không để trong cái ví đấy đâu nhá. Video này tạm thời sẽ kết thúc ở đây nhá. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình Twitter, Discord và các loại ví. Ok. Ở video tiếp theo thì mình sẽ chỉ cách cho các bạn tham gia vào raffle wallet trên các nền tảng trung gian nhé. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye.